Đầu quay thôi các bạn, thì mình xin chia sẻ với các bạn tiếp thu thập chúng ta root cái Galaxy S5 ha. Thì các bạn biết trước đây mình đã chia sẻ rồi nhưng mình chưa có chia sẻ cái video hướng dẫn trực tiếp thực hiện trên máy mình. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn đây, các bạn biết mình đã viết trước đây cũng cả năm rồi ha, giờ mình sẽ làm lại trên máy của mình. Rồi cái thành phần file mình tải về tại bit.ly root android gr viết hoa các bạn. Rồi cái thành phần file mình cần có là những cái file này đây, file này thì mình đã có sẵn rồi đây, đây mình đã có sẵn rồi ha. Đây driver cf autoroot subsu và twrb đó, 4 file này mình đã có rồi. Tiếp theo là mình cài cái driver Samsung ha, USB cho nó nhận cái điện thoại. Mặc dù cái điện thoại các bạn cắm cáp vào ha, nó nhận được dữ liệu hình ảnh video thì nó lấy được từ điện thoại mình, copy qua được máy. Nhưng mà nếu mà thiếu cái driver này mình không kết nối được với cái phần mềm Odin mà để dùng để rút máy nha các bạn. Thì sau đây mình sẽ cài cái driver này. Rồi, mình sẽ cài cái driver này. Ok. Đây, mình sẽ cài cái driver này ha. 16 mê để mình coi. Là các bạn chạy cái driver ha. Đây mình chạy với việc main. Giờ trong giây lát đó mà. Thì tất cả cái thư mục này, đây là toàn bộ thư mục ha, thư mục mình đã phục hồi khi mà ổ cứng mình nó bị brown rồi, dữ liệu rất là lớn 134 GB của mình ha, mình phục hồi lại nó hoàn toàn dùng được hơn 90%, 90% dữ liệu mình dùng được hết ha. Rồi mình lưu lại, mình để coi có nó chạy chưa. Đây, bắt đầu diễn hình cài đặt thôi. Đây, các bạn cài mặc định nha, nè. Intel. Rồi, chúng ta xem tiếp. Đối với cái lần trước mình cài trên cái Windows 7 nên cái giao diện nó khác ha, nên cần dùng Windows 10. Thì để lát mình xem coi nó có báo giống như cái lúc trước đây nó báo về cái phần load này không, nó quét nó khen cái driver khi mà chúng ta cài đặt hoàn thành cái driver của Galaxy của Samsung ha. Cái driver này dành cho Samsung, thường là chúng ta cái nói cáp á mà nó thiếu hoặc là nó không nhận đó. Nhận cái cáp á thì chúng ta cài cái driver này hỗ trợ, tùy vào cái dòng Samsung mà mình chọn phiên bản phù hợp để cài trên cái máy của mình nữa mà. Thì do cái phần xanh này nó không có cái phần dừng, nó như có cái phần quay và stop luôn ha, nên mình không có dừng được, mình sẽ cắt những cái video là không cần thiết. Khá là lâu lắm rồi. Mình đi sơ qua cái phần bài viết nha. Đây, cái driver nó nói là load 5 đến 10 phút ha, tùy vào cấu hình máy. Thì trung bình là nó có 16 mà cài đặt mà nó lâu như thế mà. Đó, đây là cái biểu tượng mà load driver thành công. Nếu mình xem trên Windows 10 cái nó có giống vậy không ha. Sau khi kết nối cáp xong thì bạn copy cái file những cái file này nè, lên hệ nhớ nè, đây cái file này
vô thẻ nhớ của mình để mình chạy cái Odin, để Odin mình load cái file đó. Rồi bắt đầu mình xem lại cái phần game rồi ha. Rồi bắt đầu hoàn thành rồi mình. Rồi, con chuột mình nó hơi bị lag á, các bạn thông cảm. Rồi bây giờ mình sẽ chờ cái error nó có nhận hay không thôi. Bây giờ mình sẽ cắm cái cáp vào, cắm cáp vào điện thoại nha. Rồi mình kết nối cái điện thoại, điện thoại vào máy tính luôn. Rồi mình tùy chọn cái đường truyền ha, đường truyền để mình cho nó kết nối. Mình kết nối rồi ha. Bây giờ mình tiếp tục mình mở lên cái mục ứng dụng là Odin ha, để mình xem coi cho nó có nhận dạng được đúng như cái bài viết mình trước đây đã viết không. Một Odin trong cái mục CF auto đây. Cái này mình đã giải nén rồi ha. Đây, từ cái file này mình giải nén qua thành cái mục này. Rồi mình chạy cái Odin, mình chạy cái nguyên đặt main ha. Rồi đây nó báo cái phần ID com nữa các bạn. Cái nền là 0 2 chấm vật vuông com 3 ở mặt vuông lại. Khi mà nó hiện cái nền xanh dương này là chứng tỏ là điện thoại mình đã kết nối thành công rồi. Rồi tiếp tục chúng ta chọn cái đường dẫn AB nữa ha, dẫn tới cái file mà chúng ta cần rút đó mà rút cho cái dòng điện thoại của mình. Thì chúng ta sẽ chọn cái gì đây, chúng ta đọc lại sơ qua ha. Thì tại mục download này, chọn AB dẫn đến cái file txt.rb này ha, rồi chọn open đó. Chúng ta chọn đúng cái đường dẫn đó, cái file đó. Rồi chúng ta lưu lại một cái ha. Đây ở đây nó có hai file để mình xem kỹ coi. Có một file là có chữ hai chữ giống nhau ha, phiên bản 3.0 với bản 3.0.2. Thì ở đây là 3.0. Rồi thì vào dòng điện thoại các bạn mà nó sẽ có cái file này nó khác nhau mà, chúng ta lưu ý ha. Rồi bắt đầu chắc là chúng ta list star đó. Đây, như chọn những cái hình. Rồi bước 4 rồi. Bước 3 là nó sẽ chết ha. Rồi khi chúng ta list star nó sẽ chết cái dòng này. Rồi à, khoan các bạn ơi, mình quên nữa. Rồi chọn cái này à, bạn tắt nguồn nhận điện thoại của bạn lượng hay là nhận. Ok rồi, khi màn hình điện thoại tắt nguồn, chúng ta tắt nguồn nữa. Rồi chúng ta vào cái chế độ cài đặt này thì chúng ta mới tiếp tục chúng ta tiến hành chạy các bạn. Đây thì là chúng ta khoan hạ lista ha, chúng ta khởi động nguồn với ba nút phím. Rồi, chúng ta tắt nguồn ha, tắt nguồn điện thoại. Rồi, sau khi chúng ta cài Odin xong ha, thì chúng ta bắt đầu chúng ta tắt nguồn máy. Chúng ta tắt nguồn máy các bạn.
Rồi chúng ta tắt nguồn máy. Rồi chúng ta khởi động vào chế độ cài đặt ha. Các bạn bấm tổ hợp phím 3 phím ha, nguồn, home và âm lượng, nút nút lên nè. Phím tăng âm lượng chúng ta bấm đồng loạt 3 nút ha. Rồi. 1 à, 1 2 3. Các bạn nhớ lưu ý chúng ta dùng 3 nút một lượt đến khi cái màn hình Galaxy nó hiển thị thì chúng ta buông ra ha. Mình khởi động nó hơi lệch nữa các bạn, nên lại vào chế độ ấy rồi để mình tắt máy đi ha. Rồi mình tắt máy đi, mình khởi động cho nó vào lại. Chúng ta bấm lại tổ hợp phím ha, nguồn, home và nút xuống các bạn, âm lượng nút xuống 1 2 3. Rồi nó hiển thị hai dòng, chúng ta chọn cái volume up là continue là chúng ta tiếp tục cài đặt. Ví dụ thứ hai chúng ta khởi động lại máy ha. Thì chúng ta bấm tiếp âm lượng nút lên thì nó sẽ vào thì chọn cài đặt cho cái điện thoại của mình. Thì sau đây tiến hành chúng ta trên máy tính chúng ta chọn cái mục Odin, tiếp tục cái video hồi nãy và chúng ta chọn cái file ha. Rồi bắt đầu nó có cái phần kết nối rồi nè ha. À, như thế này là kết nối ổn mà thành công ha. Cái đường dẫn AB chúng ta, đường dẫn AB thì chúng ta chọn đúng cái file mà nãy mình nói rồi ha, chọn cái file này. Rồi chúng ta bắt đầu lista. Đồng thời trên điện thoại và trên máy tính nó sẽ chạy một đường nữa mà nó báo là recovery. Rồi bắt đầu mà điện thoại chúng ta nó sẽ khởi động lại ha. Rồi khi mà nó hiển thị cái reset, cái chữ reset trên máy tính là chứng tỏ là nó đã thành công. Rồi điện thoại chúng ta khởi động vào lại. Chúng ta chờ một lát xem như thế nào ha. Để mình xem tiếp cái hướng dẫn. Thì sau khi chúng ta cắm cái app nè, quá trình load server xong, rồi chúng ta tiến hành này xong, chúng ta sẽ qua bước 2 rồi ha. Rồi tắt hẳn nguồn điện thoại. Rồi bắt đầu chúng ta vào bước tiếp theo là chúng ta vào cái thêm win. Chúng ta vào thêm win để chúng ta load cái file. Trước khi vào thêm win thì mình sẽ cho truy cập, mình tải cái file SuperSU các bạn. Đây nó sẽ load cái file SuperSU này .zip nè. Đây nó load cái file này, nên mình copy cái file nó vô hệ nhớ máy ha. Thì mình vào cái mục chứa cái file đó, mình sẽ copy vào cái điện thoại file SuperSU. Đây file này đây, thì mình sẽ copy vào cái hệ nhớ của mình, hệ nhớ trên Galaxy S5. Đây mình vào cái mục này Galaxy S5, mình cho nó vào bộ nhớ máy đi ha, cho vào cái mục mục góc đi các bạn, thì thường là chúng ta xem nó sẽ dễ ha. Rồi mình sẽ cho nó vào mục góc để chắc chắn hơn, chúng ta cho vào bộ nhớ máy luôn ha. Phone này. Đây chúng ta cho chúng ta cho vào bộ nhớ máy bên này luôn ha. Rồi mình đã copy hai file xong, hoàn tất. Bắt đầu mình vào cái thêm win ha. Mình vào thêm win thì mình bấm tổ hợp 3 phím. Mình bấm tổ hợp 3 phím thì trước hết mình tắt nguồn điện thoại đó bạn. Mình tắt nguồn điện thoại. Rồi sau khi cái đèn nền này nó đã tắt thì mình sẽ vào
chế độ thêm win như là trên cái video này đây. Rồi mình ấn tổ hợp ba phím là nguồn, home và nút lên. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, khi màn hình hiển thị lên cái cài đặt Galaxy S5 thì mình buông ra các bạn. Rồi các bạn thông cảm, nhà mình nó gần đường á, nên nó có nhiều cái xe cộ qua lại, nó hơi ồn ào một xíu. Rồi chúng ta vào cái Intone ha, và một Intone để chúng ta tìm cái file SuperSU đây. Đây cái file SuperSU là file như này. Chúng ta cũng có thể chọn hệ nhớ hoặc là cái file cho hệ nhớ để chúng ta cài nữa. Thì chúng ta chọn đúng cái file này. Thì để cài cái file này các bạn dễ dàng thôi. Chúng ta kéo từ trái sang phải đây nè. Viết to config lab nè. Rồi kéo qua thôi. Chúng ta để cho nó chạy xong là nó tiến hành xong là hoàn tất các bạn. Khá là đơn giản ha. Rồi, nó báo done nè, hoàn thành rồi ha. Một là chúng ta reboot máy, hai là chúng ta tắt máy khởi động lại. Thì chúng ta có tính năng ở đây khởi động là chúng ta chọn luôn ha. Thì mình coi kết hợp ở trên máy tính đó, thì sau khi nó cài thành công rồi reset máy. Rồi chúng ta vào CS Play, chúng ta tải cái app root checker để chúng ta cập nhật xem cái máy mình đã root thành công chưa. Thì bước này là bước cuối cùng rồi các bạn ha. Rồi, bạn nãy giờ mình chưa để cái màn hình sáng. Đây, mình vào cái CH Play, gõ từ root. Từ root vào. Mình gõ từ root vào. Đây, nó có cái root checker sẵn đây ha. Rồi, mình cài đặt cái root checker này. Một số bạn nói chúng ta dùng cái kin root á, cái kin root thì nó một số dòng máy thì nó root ổn định, nó thành công, và cái root ở trên ứng dụng dành cho máy thì nó hạn chế là chúng ta không có can thiệp vào phía bên ngoài của máy khi mà máy nó bị lỗi đó mà. Thì chúng ta chỉ can thiệp vào cái trên app đó là chúng ta cài những cái phần mềm mà cái điện thoại nó không cho phép can thiệp sâu vào cái hệ thống file trên cái điện thoại thôi. Thì root trên app thì nó có tính năng như vậy, thì nó cũng bị giới hạn tính năng, chúng ta không có thể phát huy thêm những cái tính năng khác như là chúng ta cài là hệ điều hành khác hoặc là cài những cái ứng dụng như ý muốn ha. Thì chúng ta root bên ngoài, chúng ta tạo được rất là nhiều cái hay để chúng ta làm những việc mà nó khó hơn. Rồi các bạn chờ một xíu ha. Để khi mà rút thành công thì các bạn có thể tải cái Rai nè. Thì chúng ta như cái video mình giới thiệu thì mình có thể bút trực tiếp cái WinBE UFI trên cái file ISO luôn để cứu hộ máy tính. Các bạn có thể là cài đặt máy hay là cứu dữ liệu hay là làm như thế nào thì các bạn khi vào Win Mini rồi các bạn tùy ý muốn làm sửa máy như thế nào cũng được ha. Cái hay của cái root đó, thì chúng ta được cái lợi thế đó. Một số bạn nói là root nó làm ảnh hưởng tới máy, thực chất cho mình root
mình không thích thì mình gỡ ra thôi mà, giống như các bạn cài đặt một phần mềm đó, không thích thì mình gỡ ra thôi ha, cũng không có ảnh hưởng gì đâu ha. Thì về cái bản quyền cũng như là cái mà chúng ta bảo hành đó, thì tất nhiên nó sẽ bị ảnh hưởng. Nếu mà các bạn lo lắng thì các bạn nên đợi hết bảo hành thì chúng ta hãy làm cái việc này, rồi chúng ta mới biết chính xác cái chỗ mà chúng ta gỡ bỏ thì chúng ta cũng không cần phải lo hết. Đây mình cho nó kiểm tra về cái máy của mình nó coi nó đã được rút được chưa các bạn. Cái đây là cái phiên bản mới nhất để mình kiểm tra xem. Thì sau cái rút thiết bị mình thành công thì mình sẽ làm thêm cái video mà mình bút trực tiếp trên máy luôn ha. Cài cái ra rồi để mình bút UEFI. Lúc trước mình bút UEFI trực tiếp trên file ISO trên cái máy HP. Cho phép các bạn, cho phép nó chạy ha. Rồi, hình như là mình chưa có cài cái su á mà. Mình cho nó kiểm tra lại xem. Để mình xem coi nó có cài su nữa mà. Cái su mà nó chưa cài thì khả năng nó cũng sẽ không có rút được. Hình như mình thiếu cái su hay sao rồi. Đây, cái su nó có cài nè. Để mình vào mình kiểm tra thử xem ha. Thì trong cái su hình như nó đòi hỏi một số cái gì chọn. Các bạn chọn ha, cho su nó can thiệp sâu vào bên trong hệ thống để nó vô hiệu cái ca nóc này nè, là nó mới cho phép mình làm những cái việc mà khó hơn, mình vượt qua giống như cái tầng lửa của Windows đó mà, cũng giống giống như vậy. Do mình chưa kích hoạt su nên mình kiểm tra rút nó chưa thành công. Quá trình vô hiệu nó kéo dài khoảng 5 đến 10 phút thôi mà. Cái phần nào mà nó hơi mất thời gian thì mình sẽ cắt cắt một đoạn, mình chỉ nói cái thời gian cho các bạn để các bạn lường, các bạn biết được cái thời gian nó lâu hay nhanh thôi. Mình sẽ cắt bớt để cái video nó ngắn lại. Rồi, tiếp tục các bạn. Thì khi mà nó quét cái quyền nó vô hiệu hóa cái phần mà ca nóc á, thì bây giờ nó đã rút thành công rồi ha. Đây, nó vô hiệu hóa ca nóc rồi, bây giờ nó đã rút thành công rồi. Thì hồi nãy nó quét nó lâu quá, do mình cứ nghĩ nó chạy như vậy là nó khóa những cái tính năng của con ca nóc. Mà cái quyền can thiệp cao nhất của Canop nó kiểm soát toàn bộ cái giống như cái quyền admin trace ở trên Windows mà ha. Bây giờ thì mình đã can thiệp được rồi ha. Đây, mình mở lại cho bạn xem. Đây, chúc mừng là quyền truy cập rút thành công. Bây giờ mình mở lại cái Super Su để cho bạn thấy để mất công. Vậy là để chính xác là chính xác là để rút thành công thì chúng ta vào Super Su, chúng ta mở cái tính năng lên đó, mà mở tính năng cho cái Super Su nó hoạt động và chúng ta mới check cái root checker.
chúng ta kích hoạt thứ ba xu rồi chúng ta mới cho rút chiếc cờ nó chết ha. Thì trước đây mình không có chia sẻ cái điều này kỹ nên mình có thiếu sót, cảm ơn các bạn thông cảm cho mình nha. Rồi bây giờ coi như là cái rút nó đã chết thành công rồi ha. Đây chết thành công rồi, bây giờ mình làm tiến hành cái gì tiếp đây, mình cài cái ray roi đi ha. Rồi 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 mình cài cái ray roi, mình cài cái ray roi. Rồi, mình mở cái ray roi lên. Đây là cái cộng một, cũng là một trong những công cụ mà chúng ta test trên cái điện thoại. Rồi các bạn chọn setup ha. Rồi chúng ta cho qua nè, skip qua. Rồi chọn cái tính năng này. Rồi SuperSU nó hỏi cho phép thì chúng ta chọn cho phép các bạn. Thì thường chúng ta chạy những cái ứng dụng mà nó là hỏi với quyền cao nhất đó, cần rút đó, thì nó sẽ hỏi SuperSU nó sẽ hiện lên. Đây, các bạn chọn như mình ha. Rồi các bạn chọn dòng đầu luôn ha. Thì trên máy tính mình sẽ chép cái file cái hai bút UFA ra, rồi mình sẽ cho cái ứng dụng này rồi này nó hoạt động ha. Hình như là mình chọn đây rồi bút success Facebook mình bot report, rồi mình chọn dòng này á mà. Rồi home phim ra rồi đây mai sẽ được. Cái này nó hỏi sen mình chọn lót nữa ha, lót mình ra. Rồi bắt đầu là mình đã sử dụng được cái ray roi đó bạn. Bây giờ mình tiến hành copy cái file ha, mình sẽ cho quay cái video này về cái video tiếp theo nó tiếp trên cái máy tính luôn. Rồi mình tiếp tục ha bạn. Rồi tiếp tục mình sẽ cho kết nối cáp ha, mình chuyển cái file ở trên này. Rồi tiếp tục mình sẽ copy những cái file này ha, mình cho qua cái hệ nhớ máy của cái điện thoại ha. Rồi mình copy file mình chuyển qua hệ nhớ máy trên điện thoại. Thì đối với cái tính năng của Rayroid thì chúng ta có vào bộ nhớ máy các bạn, có vào bộ nhớ máy thì nó mới nhận dạng được cái những cái file này ha. Thì trước tiên muốn cho cái laptop hoặc là cái máy bàn các bạn nó thấy được cái file ổ đĩa thì chúng ta cho vào cái đường truyền ha, cho phép nó mở truyền file. Rồi, chúng ta cho nó kết nối truyền file qua ha, truyền file qua media. Rồi chúng ta mới chuyển cái file bên này qua ha. Đây. Trên máy laptop là có hai ổ đĩa card và phone thì mình sẽ lui vào phone ha. Các bạn vào cái mục download ha, email. À. Download email, các bạn bỏ dán vào đây ha. Rồi chúng ta có cái file book cần thiết. Có cái file UFI Premiere Legacy hay là DOT thì chúng ta đưa vào đây. Nhưng mà tất cả các file nó có xong thì chúng ta
Bắt đầu chúng ta tiến hành, chúng ta khởi động thử trên máy để xem nó có nhận dạng được không ha. Thì qua phần này mình sẽ quay trực tiếp ở trên máy tính và cùng cái điện thoại ha mà. Cái này mình sẽ không có dùng quay màn hình được nữa, là mình sẽ khởi động bên ngoài máy tính. Thì sau khi file nó copy hoàn tất thì mình sẽ thoát cái này ra, thoát cái cổng USB ra ha. Rồi thì mình quét sơ mình cho nó quay thì nó sẽ nhận dạng là cả những cái file mà mình đã mới chuyển qua. Đây là những cái file mình mới có qua đây. Rồi bây giờ mình sẽ để cái file driver vào cái thư mục để nó nhận dạng đúng cái driver khi mà nó vào bên trong, nó sẽ nhận dạng được những cái ứng dụng cũng như cái driver ha. Rồi sau đây mình xin khởi động lại máy, tắt máy để mình test cái mà bút UFI của Win 8 này ha, và những cái bản DOS rồi những cái Win BE khác. Thì mình sẽ tiếp tục quay video và xin phép các bạn mình dừng để mình chuyển vị trí của điện thoại. Tiếp cái video mà mình khởi động bút UFI trên cái điện thoại Android thì mình sẽ tiến hành mình khởi động lại máy. Mình khởi động lại máy các bạn. Rồi các bạn click cái thanh đen ngay đây và bấm Alt F4 thì nó sẽ ra cái tùy chọn, chúng ta chọn sit down, retire máy hay là ngủ đông hay là ngủ sleep, thì mình chọn cho nó sit down ha. Thì trước khi chúng ta khởi động lại máy, các bạn cắm cáp vào cái điện thoại cần khởi động vào cái bút ha. Và chúng ta cắm cáp đây, cắm cáp trước khi chúng ta khởi động máy tính của mình thì mình sẽ vào cái thì chọn vào cái bộ win mà chúng ta cần vào bút vào ha. Mình sẽ chọn ở đây là UFI Win 8 BE. À, trong khi đó là cái máy nó cũng đang khởi động lại. Tùy vào cái chương trình cấu hình máy mà máy mình sẽ là khởi động nhanh hay chậm. Thì mình chọn ở đây là nó đọc USB. Khi mà nó hiển thị cái biểu tượng ở đây, mình tùy chọn bút cho máy mình nó nhận diện trước các bạn để mất công nó bút vào luôn. Như đây, khi nó hiển thị nhận diện cái USB ở đây thì chúng ta sẽ bút được vào cái file này, nó hiển thị cái icon USB đây. Đó. Rồi, trên đồng thời cái trên cái máy tính của mình nó sẽ hiển thị một cái dòng tùy chọn Samsung nữa các bạn. Chúng ta vào đây thử ha. Rồi nó sẽ load vào các bạn xem. Chúng ta chờ giây lát các bạn. Thì hiện tại bây giờ nó nếu mà nó đọc được trên cái file của mình là nó đang đọc cái file Win 8 này ha. Nếu mà nó vào được Win 8 BE chứng tỏ là mình đã khởi động thành công đó mà. Rồi, là mình đã khởi động thành công đó mà. Đấy, mình đã khởi động thành công. Đây, mình đã khởi động thành công rồi ha. Đây, nó nhận diện cái ổ đây, ổ là của Win 8 BE đây. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn một cái file khác ha. Nếu như mình chọn cái file khác, mình cho nó vào Win 7 đi ha. Win 7 BE. Rồi. Rồi, mình chọn đổi file. Trước khi chúng ta thì chọn vào Win Mini bản nào hoặc cái file nào chúng ta cần khởi động thì chúng ta chọn trên điện thoại trước rồi chúng ta khởi động lại máy tính sau ấy mà.
chọn. Mình chọn trên điện thoại ha. Rồi nó sẽ chạy, nó load trong vậy đó. Tôi cụ cảnh núi nè. Không biết ai cho hai chùm á. Nó cho một chùm, hai chùm. Yeah.